Wow, chào xin mời các bác nhé. Chiều nay em test chắc mic đỉnh cấp cũng như là cực kỳ nổi tiếng ở tại Shopee và ở thị trường. Đó là mic bãi Mỹ, mic dây Soltech Audio Pro. Giá là 2 triệu 3 một tay nha các bác. Đây mời các bác cùng thưởng thức chất âm. Thì được anh em đón nhận cũng như là chất âm quá tuyệt vời trong tầm giá. Sở một mic Mỹ thì các bác cứ liên hệ cho em Chiến nha. Bên em có hàng về liên tục. Và con shop kia là shop Yamaha FW 215, con shop Bass 20 ốc đất, giá là 4 triệu. Và con đẩy CRS Audio LA 901 chạy 20 sò Toshiba của Carver. Chất âm thì không khác gì Carver hết nhưng mà giá rất là tốt, giá là 8 triệu nhưng đánh boss rất là hay. Thì em đang phối ghép boss cặp boss 4.2 series 2 mới về, giá là 17 triệu. Sau đây và những con vang, con năng tiếng. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trên vóc đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ vui, tôi muốn nói nên chọn lời em để kể vai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy sờ gió núi so sóng cơn tan vỡ hôn đến tôi nghẹn lời ôm cuộc đời và phần lẻ loi. Em ơi thời gian gần gũi nào được bao nhiêu mà khi rơi góc lòng đầy cô liêu đến xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm bóng kỷ niệm nữa đâu. Đưa em sang sông chiều mưa rơi rơi âm thầm để thắm bưng chi áo xanh và đắp bước mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Tôi đưa em sang sông, bàn tay nắng yêu ân cần giờ bên tân lắp gót chân. Ở bên gió cuốn trái tim, nếu tôi đừng đưa em thì chắc đôi mình không quen. Đừng bước chung buồn lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về những bộ mic và những con đẩy, con súp, như lo bóp, hát karaoke thì liên hệ cho em Chiến nhé.